Bây giờ mình cùng thử cắm cái nguồn mà xem thế nào nhá. À được. Ui, phải công nhận là những con server nó ồn thật đấy. Những cái quạt này như kiểu nó chạy max tốc, maximum tất cả các tốc độ đấy. Ủa thôi mình để đóng lại cái nắp á. Rồi anh em ạ, từ khi mà tôi biết đến một chiếc server là tôi luôn muốn đụng vào một cái để biết xem là cái công nghệ loài người nó có gì hay ho. Nhưng mà thật là may mắn thay, hôm nay là Intel đã gửi sang cho mình một chiếc để xem là cái chiếc server này nó có gì hay ho thì mình hãy mở ra và gọi là công nghệ loài người này nó có gì đặc biệt nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở chiếc server ra, thực sự nó rất là to và vô cùng là khổng lồ. Theo như biết thì đây là một chiếc server 1U thôi, tức là 1U là một unit về server ấy, tổng cộng có 3 loại chính, đó chính là 1U, 2U và 4U. Thì đây là một chiếc server 1U, nó khá là to và nó khá là khổng lồ. Ở bên trong thì ta sẽ nhận được một chút giấy tờ này, một cái bracket, đây, một cái bracket có vẻ như là để dành cho việc là che CPU, đây, CPU LIM cover, ILM cover. Và nhưng mà chúng ta không quan tâm những thứ này, chúng ta hãy quan tâm vào chiếc server nhá. Ok, thì chiếc server chúng ta đã nằm lên trên bàn rồi. Thực sự là cái quá trình mở ra một chiếc server này quá là mệt nhọc. Đây là chiếc server Intel M20MIP1UR. Đấy, như mình đã nói đấy, thì đây là một chiếc server chassis là 1U, tức là một unit. Nếu mà anh em mua những loại server 2U ấy, thì nó sẽ dày hơn, nó cao một tí này. 4U thì còn dày cao hơn nữa. Mỗi cái loại server này sẽ có một cái chức năng khác nhau và mỗi cái mức configuration khác nhau. Nó sẽ để phục vụ những cái mục đích khác nhau. Tất nhiên rồi, nhưng mà hôm nay cùng xem là chiếc server này thì nó dành cho mục đích gì nhá. Về đầu tiên thì mình có để ý đó chính là một cái điểm cực kỳ là hay của những chiếc server. Đó chính là cái cổng, những cái ổ cứng của nó. Đây rồi, đây là những ổ cứng gọi là quick swap. Mình có thể lấy ra rất là dễ dàng. Đó, những cái ổ cứng này thì có thể chứa là HDD 3.5 hoặc là SSD 2.5 anh em nhé. Tức là nếu mà anh em bỏ này ra này, khó quá nhỉ. Đấy, nếu mà anh em bỏ ra thì anh em có thể gắn được một cái HDD 3.5 vào đây. Và nếu mà anh em không thích thì có thể gắn SSD vào đây, rất là thoải mái và vô cùng tiện lợi. Thì ở trên đây sẽ có tổng cộng là 4 cổng, 4 cái lỗ như thế để anh em có thể gắn cái SSD hoặc HDD của mình vào, tùy vào các option của anh em. Nhưng mà đấy là số lượng cổng maximum của chiếc máy này rồi. Nếu với những server khác, với những mức gọi là tùy chỉnh khác thì nó có thể đặt ra là một dài đây, đều là ổ cứng hết để giúp cho anh em có thể tạo một cái server dữ liệu, một cái NAS chẳng hạn. Đó, đấy là một cái thứ mà mình khá là quan tâm. Về phía bên này đây chúng ta sẽ có đó chính là nút nguồn, và tiếp theo nữa sẽ là hai cổng USB cộng thêm cả một cổng ID. Mình cũng chưa rõ đây là cái cổng gì đây, một cổng ID ở đây. Thì nó sẽ, những cái server ấy, nó sẽ có rất là nhiều những tính năng khá là hay ho và nó khác so với cả những cái vỏ cây bình thường của anh em. Nó sẽ đem lại những cái gọi là trải nghiệm khác này, phục vụ những mục đích vô cùng là quan trọng trong một cái việc là một cái doanh nghiệp hoặc là những cái nhu cầu công việc rõ ràng của một chiếc server như này. Về phía đằng sau chúng ta sẽ có, đó chính là đây rồi. Đây, anh em phải nhìn đằng sau anh em mới hiểu được rằng là cái server 1U này nó mỏng như thế nào. Đầu tiên là sẽ có một cục nguồn, đây là một cục nguồn flex. Cái cục nguồn flex này thì sẽ có là 750W, tức là rất là cao. Mặc dù nó chỉ là một cái cục nguồn bé nhỏ như thế này, nhưng mà đây là một cục nguồn cũng tương đối là cao cấp. Về cái cổng kết nối thì chúng ta sẽ có là một cổng VGA. Vâng, một cổng VGA anh em nhé. Hai cổng USB 2.0 này, hai cổng USB 3.0 này, ba cổng mạng. Nhưng mà đây không phải là ba cổng mạng anh em ạ, rất là tiếc. Đây chỉ có hai cổng mạng thôi. Đây là hai cổng mạng 1GB, tức là 1GB. Còn cổng này là cổng management port để giúp cho anh em có thể remote management nó ở bất kỳ vị trí nào mà anh em có thể gọi là, ví dụ như là anh em cắm cái cổng vào nó xong có thể trực tiếp điều khiển nó từ một vị trí khác mà không cần phải đến chạm vào cái server này, hay là cắm cổng VGA, cắm USB vào để tùy chỉnh từng cái server này anh em nhé. Nói chung đấy là những cái tính năng hay ho của một cái chiếc server. Tại vì bình thường anh em mà mua ví dụ như là Z690, Z590 làm gì có cái cổng management này đúng không ạ? Và đây là cái tính năng mà khiến cho cái server nó trở nên đặc biệt hơn so với cả những cái bộ máy cây bình thường của anh em. Bây giờ thì mình cùng thử mở sẽ M1U này ra xem nó cái thiết kế kết cấu nó như thế nào nhá. Đây, sẽ có hai cái tab ở trên này. Mình sẽ ấn phát là giật ra phát là ra luôn. Ok. Ui giời, công nhận uầy, nhìn trông khác lạ nhỉ. Đây đầu tiên nhá là cái khu vực bo mạch đây. Đây là cái bo mạch để giúp cho anh em có thể kết nối được
bốn cái ổ cứng ở phía trên này mà không hề gặp những cái vấn đề gì cả. Không cần phải có gọi là card rate, không cần phải có gọi là bất kỳ cái thiết bị gì khác để mở rộng cái số lượng cổng kết nối của anh em. Đó, và đằng trước đây anh em thấy đây vẫn có những cái thứ rất là quen thuộc của anh em, đúng không? Ví dụ như là cổng USB 3.0 này, dây 3.0 này vẫn cắm như chiếc bên rất là bình thường. Nhưng mà có những điểm khác biệt hơn rất là nhiều này. Ví dụ như mình đã nói đây là cái cung nguồn này. Cung nguồn này sẽ có cái, thay vì là một cái cung nguồn ATX to đùng đùng đúng không, thì nguồn flex này rất là dài. Và cái cổng kết nối, cổng cắm của nó sẽ là cổng cắm ở tít phần phía bên trên này cơ, chứ không phải là nằm ở bên ngay trên chiếc nguồn. Đấy, sẽ có một vài cái nguồn flex mà anh em, nếu mà anh em chơi ý đấy, thì nó sẽ nằm nhỏ bé bó ở đây này. Nhưng mà cái nguồn này thì nó dài hẳn ra để chứa thêm các linh kiện khác hơn và cắm cho nó dễ dàng hơn. Về nếu mà anh em thấy đúng không, thì ví dụ như một cái một U như này, nó mỏng đến như này thì cắm cái gì vào được? À, dạ vâng, đây, nằm ở phía đây. Đây là một cái riser, nhưng mà nó không phải là cái dây riser bình thường nhá, mà nó là cái riser để cho nó nâng cao lên một chút, để giúp anh em gắn một cái cạc nằm ngang đây này. Thì anh em thấy rằng là cái khu vực này bé nhở, nhưng cái chỗ này không phải để dành cho cảm hình anh em nhá. Đây không phải là dành cho cảm hình. Cái mục đích của nó ấy, nó sẽ có hai mục đích riêng biệt. Đầu tiên là cạc mạng. Nếu mà anh em muốn nâng cấp cái gọi là cái trải nghiệm mạng của một chiếc server như này, đúng không? Nâng cấp level up một cái mạng lên, thì có thể gắn cạc mạng trên 10GB vào đây, thay vì là dùng cổng 1GB như này. Đấy, hai cạc mạng 10GB có thể kết nối thoải mái vào các server và những cái data, những cái khu vực dữ liệu của anh em. Hoặc là anh có thể cắm, nếu mà đây là một cái server config kiểu khác, đúng không? Tức là một cái chẳng hạn như đây là một giải những cái ổ cứng đi, thì đây có thể là cái cạc mở rộng, cạc RAID, một cái cạc RAID để giúp anh em có thể cắm rất là nhiều các cái ổ cứng vào mà không hề gặp những vấn đề gì hết. Mà ví dụ tại vì là nó giới hạn, rất là giới hạn lắm. Ví dụ ở đây chỉ có đây, mấy cái cục này này, và sẽ có thêm cả cái dây này nữa để giúp anh em có thể kết nối được giữa cái phần data và phần dữ liệu các thứ kiểu đây. Và anh em biết rồi đấy, nhìn vào một chiếc server này đúng không, anh em sẽ thấy là cái bo mạch của nó nhìn trông nó có một màu xanh. Đây là một cái màu rất là quen thuộc với những anh em nào mà gọi là thế kỷ 2000 ấy, vào những năm 2000 ấy, là những chiếc bộ máy của nó là sẽ có bo mạch màu xanh, màu vàng này. Thì những server nó cũng như thế. Tại vì cái việc mà bây giờ là phải tự dưng phải sơn một chiếc bo mạch màu đen, trong khi mà cái server này nó sẽ nằm ở trong một cái khu rack lâu dài vô cùng, và khi nào mà các công ty, các gọi là các doanh nghiệp họ muốn thay, họ chỉ cứ vứt đi thôi, chứ họ không có ngồi họ mở ra xuống xem cái mainboard này nó có đẹp không, nó có hoành tráng không. Không nha, họ quan tâm vào những cái tính năng của nó. Thì ở đây chúng ta sẽ còn có đó chính là những khe RAM, nhưng mà nằm bên dưới đây là đang có bị che rồi. Mình cũng thử mở ra xem nhá. Ai chà chà. Dạ vâng, đây rồi. Mình mở cái khối ra và mình đã thấy rằng là đây là cái tại sao server nó lại gọi là công nghệ loài người rồi. Thì cái khối này đúng không? Cái mục đích của nó là để cái khối đây, anh em thấy vừa rồi nó bị che ở cái khu vực giữa này. Cái khối này, cái mục đích của nó là nhằm để hướng tất cả các luồng gió của bốn cái quạt công nghiệp này nó vào xuyên qua phần CPU và những phần RAM gần gần ở đây. Những cái làm như thế, tại sao? Tại vì cái server này nó là một U, nó rất là mỏng. Thế nên là bây giờ mà gọi là gắn một cái CPU cooler low profile, tức là một cái tản nhiệt khí của CPU mà lại low profile ấy, thì nó không thể nào mà nó đủ để nó tản nhiệt được cho hai con CPU này được. Tại vì nằm dưới đây là hai con CPU Silver 4210R, tức là nó có tổng cộng là 10 x 20 luồng để tổng cộng lên cả hai con CPU này kết hợp vào là 20 x 40 luồng lận. Thực sự là một con số nhân quá là lớn. Nói thật thì i9 cũng chưa thể nào mà nó to được số nhân như thế. Nhưng mà tất nhiên rồi, vì nó là một con CPU Xeon, vì nó là một con CPU nhiều nhân như thế, thế nên là cái hiệu năng của từng cái nhân của nó không quá là cao. Nó không thể nào mà nó chúa tể như những con CPU 12900K XT là 12900K được. Và nó chỉ dành cho mục đích của chính là ví dụ như là để hosting này, để gọi là xử lý dữ liệu này, vân vân. Cái thế mạnh của nó là số lượng nhân. Thế nên nói rồi sao mà cần hai con CPU này. Rồi, vậy thì ở trên đây chúng ta sẽ có đó chính tổng cộng là 16 khe RAM. 16 khe RAM này chúng ta sẽ có thể gắn được tổng cộng lên tới là 512GB. À, vậy tức là 16 thanh 32GB đấy. Và tất nhiên rồi, Intel thì đã rất là hào phóng và họ đã cho ở đây đó chính là một thanh 16GB để giúp anh em có thể gọi là check xem là cái chất lượng server như nào, bật lên nó như sao và xem là nó hoạt động như thế nào khi mà anh em còn chưa mua bất kỳ thiết bị nào cả. Đấy, vậy là có sẵn sàng RAM ở đây rồi. Đây là một thanh RAM. Đây là một thanh RAM 16GB ECC đến từ Samsung. Đó, và cái thanh RAM này thì chắc chắn là sẽ rất là chất lượng. Anh em biết rồi đấy, là đồ của Samsung mà. Ok. Về cái ổ cứng thì nó sẽ có ở đây đó chính là một ổ cứng SSD 240GB để giúp anh em có thể gọi là chứa cài vào file boot các thứ kiểu. Nhưng mà theo như mình biết ý, thì rất là nhiều các gọi là
những anh em nào mà làm theo kiểu gọi là dữ liệu ấy thì họ sẽ sử dụng những cái ổ này để làm dữ liệu chính này. Cái ổ này sẽ là ổ cache này, và anh em họ sẽ gắn cái phần mềm, tức là họ sẽ gắn cái OS, họ sẽ gắn cái hệ điều hành vào trong cái ổ USB này, chứ họ sẽ không lựa chọn là cài Windows hay cài Ubuntu hay cài Red Hat vào đây. Đấy, họ sẽ cài vào trong một cái USB họ cắm vào đây, và đây chỉ là ổ cache thôi. Thì đây là cái cách để giúp cho có một cái lượng data nó tốc độ cao hơn, từ cái ổ cache mà cao như này thì quá hợp lý luôn. Trong khi những bốn cái ổ ở đây là ổ ví dụ HDD thì tốc độ nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Đấy, vậy thì đó là những cái gì mà nó gọi là cái nổi bật, cái nổi trội của một chiếc server. Đấy là những cái gì mà anh em thể nhìn thấy một chiếc server. Nhưng mà liệu rằng một chiếc server một U như này nó có tác dụng như nào? Thì bây giờ mình cùng thử bật lên nhá. Ok, vậy là đã tìm được một chiếc màn là có cổng VGA, mãi mới tìm được. Bây giờ mình cùng thử cắm cái nguồn vào xem thế nào nhá. Ây da, cắm nguồn. Ủa. Máy còn chưa bật mà nguồn đã chạy âm rồi. Công nhận là cái quạt công nghiệp này to hả đấy. Ok, bây giờ mình thử bật lên xem nào nhá. Đèn điếc các kiểu đã nhấp nháy hết lên rồi. Rồi, ok. Cái máy đã được vào rồi. Còn nhưng mà mọi thứ lại vẫn chưa lên anh em ạ. Ồn ào quá. Ok, rồi, đỡ nó đấy. Bây giờ thì mình vẫn đang gọi là xem là tại sao em ý chưa lên hẳn hả mấy chị. Anh em nghe tiếng không? Ủa? Đây là còn chưa bật lên cao nhất rồi đấy. Đây mới chỉ ở mức vừa phải bé rồi đấy. Buồn cười nhỉ, hôm qua bật chạy mà hôm nay bật lúc quay phim lại không lên. Ảo thế. One eternity later. Ok, có vẻ như là do vừa rồi là mình chưa gắn quá là chặt cái thanh RAM mà mình vừa tháo ra. Rồi mình đã gọi là dính chặt nó lại rồi. Bây giờ thử xem là nó có lên không nhá. Đóng lại đã chứ không rồi. Ổn hết cả ảo. Rồi, ok. Bật nào. À, có vẻ như là quạt đã dịu dàng hơn rồi. À đây, lên đã lên luôn rồi. Dạ vâng, chiếc màn hình, chiếc máy tính của chúng ta, chiếc server của chúng ta đã lên luôn rồi. Và bây giờ nó sẽ chạy qua quá trình gọi là check lỗi để xem là chip CPU có lỗi không này, mà RAM có lỗi không này. Đấy, và bây giờ nó sẽ bắt đầu vào cái hệ boot của nó. Đấy. Boot trực tiếp luôn. Thì mình đang cài trước một cái máy server này đúng không? Nó sẽ có một số những giải pháp như sau. Nhiều anh em sẽ nghĩ là bây giờ cài Windows vào chiếc máy này. Windows Server nhé. Nhưng mà đa số những người nào mà người ta gọi là dùng ở một cái level cao cấp hơn ấy thì họ sẽ dùng đó chính là Linux. Thì thường nó sẽ là sử dụng Red Hat. Đấy là một cái OS mà tức là một hương vị của Linux. Nó cũng khá là chuyên nghiệp đấy. Nhưng mà bản thân mình thì mình nghĩ rằng là anh em mới tìm hiểu thì dùng Ubuntu là khá là ok rồi. Thì mình đang cài sẵn ở đây là Ubuntu. Nhưng mà không phải là phiên bản server nhé, là chỉ là phiên bản bình thường thôi. Đấy. Đó, ok, mình đã vào trong cái của Ubuntu rồi. Thì vậy khi mà mình vào được cái này đúng không? Boot được vào OS rồi đúng không? Thì một chiếc máy như này có tác dụng như thế nào? Thì đầu tiên này, đó chính là host một server web. Với một chiếc server 1U này đúng không? Với một số lượng ổ cứng cũng không quá là nhiều như này thì việc host web là hoàn toàn có thể. Với 20 nhân 40 luồng như này có thể host rất là nhiều cái trang web luôn. Nhưng mà tất nhiên rồi, còn tùy vào cái gọi là cái lượng, cái độ lớn này, những cái code nằm trên trang web đấy, những cái web đơn giản, những cái web chỉ gọi là landing page thôi thì nó rất là dễ dàng và nó không tốn đến kiểu 1%, một vài phần trăm của CPU đâu. Và những cái web đấy thì có host cả nghìn web, cả chục nghìn web cũng được. Nhưng ví dụ như là những cái web mà có database sâu này, những có nhiều gọi là link nhỏ, link con này, những liều các gọi là các code này, các hiệu ứng, các animation này thì chắc chắn là sẽ nặng hơn. Và điều đấy sẽ dẫn tới việc là anh em sẽ tốn nhiều gọi là CPU hơn này, đồng thời tốn nhiều các dung lượng ổ cứng hơn. Đấy là host web. Thứ hai nữa đó chính là host server. Chẳng hạn như đây, bây giờ mình sẽ bật mình host một cái server cho anh em nhé. Đây, giờ ra này. Ok, ở trong Edge Top thì chúng ta sẽ có đây tổng cộng này 20 nhân CPU dùng thoải mái luôn. Đây là sẽ có 15,3, tất nhiên là đây là có chia sẻ một chút cho cái các onboard. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ còn có đó chính là đây, tất cả mọi thứ đã nằm đây rồi. Đấy, 20 nhân CPU đang sử dụng được 0% tại vì mình đang không chạy bất kỳ thứ gì cả. Và khi đó thì cái quạt nó cũng không quá là mạnh, phải không? Nghe nó cũng bình thường thôi, tuy là nó đúng là cái hương vị của server đấy, nhưng mà nó cũng đang rất là bình thường. Bây giờ thì mình sẽ chạy ở xem nào. Java. Đây bây giờ mình sẽ chạy đó chính là server, một cái server Minecraft nhá. Download này, server. Ok. Rồi, đang starting này, net Minecraft server, server.main này. Đó. Ok đấy, chiếc CPU chúng ta bắt đầu hoạt động này. Mình thì mình hiện tại là chưa gọi là cài đặt cái server này gì cả. Mình không yêu cầu nó là sử dụng một nhân hay gì hết. Thế là tất cả 20 nhân CPU chúng ta đang chạy rất là mạnh mẽ ở đây luôn. Đó. Và lượng RAM cũng tăng là 8GB rồi. Đây, dạ vâng, đấy.
server chúng ta đang bắt đầu được config này. Preparing spawn area nhá. Ok. Server Minecraft đã xong rồi. Bây giờ mình có thể vào bất kỳ những chiếc máy nào ở trong phòng của mình, trong công ty của mình và bấm cái IP của chiếc máy này. Rồi. Đây, bấm vào IP của chiếc máy này. IP offline thôi nhá. Là không, hiện tại mình đang chưa cắm mạng thì nó sẽ hiện IP ở đây và anh em chỉ cần kết nối cái IP đấy với cổng là 25565 chẳng hạn là anh em có thể thoải mái đăng nhập vào cái server và chơi. Đấy, có thể host lên tới, tại vì nhá, có tổng cộng trên đây là 20 nhân 40 luồng, thế nên là mình có thể host lên tới là 20 cái server. Mỗi server có thể chứa tới 50, nhiều khi là 100, còn tùy vào cái sức mạnh của chiếc Intel Xeon Silver này. Đấy, đấy là một cái chức năng mà cái server này có thể phục vụ. Những anh em nào mà chơi Minecraft ấy, anh em sẽ biết rằng là liệu rằng họ sẽ làm server ở đâu, server chỗ nào, server trên mây, trên cloud không nhá, server nó sẽ nằm ở trong này. Và nếu mà những anh em nào mà biết ấy, thì hosting server ấy, thì nó sẽ sử dụng những cái bộ máy như này để host những server đấy. Ví dụ như có thể là server của Minecraft này, server những server game lậu này, server Võ Lâm Chim Mộng này chẳng hạn, vân vân như vậy. Đấy, mình không rõ những loại server khác nhưng mà có thể nghĩ tới đó chính là server của Minecraft hoặc là server của CS cũng có như thế. Đấy, đấy là một tính năng thứ hai của nó. Tính năng thứ ba đó chính là giả lập. Thì với cái một bộ máy như này thì Doan sẽ có đó chính là một cái cực kỳ là hay luôn, đó chính là KVM, tức là Kernel Virtual Machine. Anh có thể giả lập và lấy, tức là ví dụ như là chẳng hạn như là BlueStacks chẳng hạn này, hay là những cái phần mềm giả lập trên Windows ấy, thì nó chỉ là giả lập những cái nhân CPU thôi. Nhưng mà với Linux này đúng không? Chúng ta có thể lấy tổng cộng, ví dụ như là lấy hẳn là hai cái nhân, thực sự là lấy hẳn hai cái nhân, lấy 4 cái RAM đấy, lấy cái cảm hình này thoải mái luôn. Nếu là nó như kiểu là tạo nên một bộ máy trong cái bộ máy này luôn, chứ không phải là giả lập nữa. Đấy. Đấy, thế nên là tạo nên một cái khá là ok hơn. Ví dụ như cái giải pháp này có thể sử dụng cho như là một cái văn phòng, thay vì là mua nhiều các bộ máy khác nhau thì một cái doanh nghiệp có thể mua một cái server như này và họ có thể chuyển ra từng cái máy một. Trên Linux chẳng hạn họ đã sử dụng ví dụ như là một cái server như thế để tạo ra nhiều cái KVM khác nhau và làm một cái máy cho con, một cái cho bố, một cái máy cho mẹ. Đấy, rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì mình cũng đã sử dụng với những cái như thế rồi. Với 20 nhân như này mình có thể chia ra rằng là ví dụ như là 8 máy, mỗi máy 2 nhân, 8 máy mỗi máy 2 nhân và 4 luồng. Úi dồi, máy thế là quá đủ cho một cái tác vụ văn phòng đúng không ạ? Vậy là với số tiền 60 triệu này mà tạo ra được 8 máy thì cũng khá là ok đấy. Đấy, KVM là như vậy. Và một cái nữa đó chính là một cái có thể khả năng cao là cái render farm. Tại vì với số lượng nhân như này hoặc là những con CPU cao cấp hơn, những con CPU Xeon có nhiều nhân hơn, nhiều luồng hơn thì một cái server 1U như này quá là hợp lý để cho một cái render farm. Tức là họ có thể render 3D này hoặc là render các project Premiere Pro này hoặc là các project After Effects này thông qua những con CPU này. Với số lượng nhiều nhân như thế này thì tốc độ chắc chắn nó sẽ cao hơn so với những CPU bình thường đúng không? Và cái việc có một cái render farm như này ấy sẽ rất là tiện lợi cho những ai mà cái công việc liên tục. Họ có thể làm một công việc đúng không? Họ có thể edit một cái profile, một cái project rồi họ chuyển ra cái render farm này để cho cái máy này render và họ tiếp tục làm một cái video khác, làm một project khác mà không hề cần phải chờ đợi là render xong mới có thể làm được. Đấy. Và đó là những cái tính năng của một chiếc server 1U như thế này, có thể là host web, host server, làm render, làm VM, các thứ kiểu. Thực sự đây là một bộ máy rất là tuyệt vời. Mình hy vọng rằng là trong thời gian tới Intel có thể gửi những cái bộ server 2U, 4U để mình tìm hiểu xem rằng là liệu rằng những cái render, những cái gọi là những cái AI learning machine này, những cái gọi là server hẳn những cái cạc Tesla, những cạc Quadro thì nó sẽ nhìn như nào, nó có chức năng như nào, nó hiệu năng như nào và nó có chơi game được không. Thì hy vọng rằng là Intel có thể gửi đến những sản phẩm như thế. Và nếu mà anh em có thấy cái server này hay thì anh em hãy check để mình dưới mô tả nhá. Chúng mình có bán những cái thiết bị server như thế này. Còn nếu mà anh em có thấy video này rất là hay và vô cùng hữu ích, em bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em tại một video sau nhá.